Việt từng vướng lao lý, giờ thôi chức giám đốc để đi bán hàng, nhan sắc u uốn như gây ngỡ ngàng. Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga giờ chuyển qua bán hàng online, nói gì về chuyện tình cảm sau 7 năm vướng ồn ào. Là người đẹp sở hữu tài năng, được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại V-League, Trương Hồ Phương Nga vướng ồn ào liên quan tài chính cách đây 7 năm. Sau đó, cô sống khá kín tiếng, hạn chế xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Có một thời gian, người đẹp giữ chức giám đốc marketing cho một công ty. Theo thông tin mới nhất, hiện Trương Hồ Phương Nga đã nghỉ việc văn phòng và bắt đầu thử sức ở lĩnh vực mới. Gần đây, cô thường xuyên xuất hiện trên livestream, hợp tác với các nhãn hàng để bán online. Dù phải nói chuyện liên tục trong nhiều giờ để tư vấn cho khách, nhưng người đẹp vẫn giữ được năng lượng cũng như hứng thú đối với công việc bán hàng online. Chia sẻ về công việc mới trong một bài phỏng vấn, Trương Hồ Phương Nga bày tỏ quan điểm: "Với tôi, ngành nghề nào cũng có giá trị riêng và xứng đáng được tôn trọng. Tôi chưa bao giờ thấy những người bạn trong showbiz hay người nổi tiếng livestream bán hàng là bị hạ thấp vị trí hay danh tiếng. Ngược lại, tôi cảm nhận ở họ sự bứt phá, dám dấn thân vào con đường mới. Tôi yêu thích công việc này vì cho cơ hội phát triển các kỹ năng, kiến thức mới. Tôi được đến gần hơn với nhiều người, đồng thời chủ động thời gian để chăm sóc bản thân, gia đình tốt hơn." Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Trương Hồ Phương Nga khéo léo từ chối trả lời thẳng. Người đẹp cho rằng hiện đời sống tinh thần của cô đã đủ đầy nên không quan tâm nhiều về chuyện yêu đương. Ở tuổi 37, Phương Nga thường xuyên chọn những trang phục kín đáo, lịch sự nhưng vẫn vô cùng bắt mắt, giúp tôn lên vóc dáng của cô. Hành Tinh Khỉ, Vương Quốc mới trở lại sau 7 năm, có gì mà khiến khán giả mong đợi? Hành Tinh Khỉ, Vương Quốc mới sắp trở lại sau 7 năm kể từ phần phim trước khiến khán giả vô cùng mong đợi. Phần hậu truyện Vương Quốc mới tiếp nối câu chuyện sau thời đại của nhân vật Caesar sắp được ra mắt. Bối cảnh được lựa chọn là giai đoạn nhiều năm sau tập phim phát hành năm 2017. Lúc này, loài khỉ trở thành kẻ thống trị thế giới, còn con người phải chịu cảnh khép mình trong bóng tối, thế giới nơi loài khỉ đứng đầu. Ngay từ trailer đầu tiên, bộ phim đã đưa câu chuyện của hành tinh khỉ trở về gần gũi với nguyên tắc khi loài khỉ đứng lên nắm quyền cai quản trái đất. Tuy nhiên, những triều đại sau đó lại mang đầy tính độc tài và bạo lực. Đây sẽ là một bữa tiệc giác quan đầy tối tăm khi nền văn minh loài người sụp đổ, các sinh vật phải đấu tranh quyết liệt để tìm cách sinh tồn. Nếu các phần trước tập trung vào sự tha hóa của đạo đức loài người, hành tinh khỉ, Vương Quốc mới lại xoáy sâu vào những cá thể khỉ sắp tâm trở thành kẻ bạo chúa, cuộc nội chiến khốc liệt trong nội bộ loài khỉ. Đến nay, tất cả các bộ phim trước của hành tinh khỉ đều phần nào tập trung vào cuộc chiến giữa loài người và loài khỉ. Tuy nhiên, phần hậu truyện hành tinh khỉ, Vương Quốc mới sẽ xoáy sâu vào cuộc chiến nội bộ giữa loài khỉ, đi ngược lời răn dạy của Caesar rằng khỉ không giết khỉ. Đoạn trailer tiết lộ rằng chúng hiện tại đã bị chia thành hai phe rõ rệt, đối lập quan điểm. Một nửa muốn sử dụng con người như nô lệ, trong khi đó, nhóm còn lại muốn tất cả chung sống trong hòa bình. Bộ phim giới thiệu đến khán giả những nhân vật và cốt truyện mới. Tuy nhiên, người hâm mộ của thương hiệu vẫn có thể cảm thấy những nét tính cách của Caesar được lưu truyền cho đời con cháu. Chính những tư tưởng cấp tiến và bao dung của người dẫn đường cho loài khỉ đã được hậu thế phục lòng và đấu tranh để gìn giữ. Ở các phần trước, khán giả được khám phá thế giới theo góc nhìn của nhân vật Caesar, một chú khỉ vốn được sinh ra với mục đích thí nghiệm. Lần này, người xem sẽ chứng kiến thế giới dưới sự thống trị của loài khỉ qua đôi mắt của Noah, một cá thể hậu bối có nhiều quan điểm tương đồng với Caesar. Hình ảnh hơi choáng. Đội ngũ chính tạo ra hành tinh khỉ, Vương Quốc mới là đạo diễn Jess Bond, Major Runner và đạo diễn hình ảnh Gilapados, Manzi. Welcome to the jungle, cùng nhà thiết kế mỹ thuật Daniel Chedden Starwood dây to đài hát. Ở các phần phim trước, ống kính có tiêu cự hẹp ưu tiên được sử dụng để khoe sự chân thực của các nhân vật khỉ. Trong khi đó, đạo diễn Jess Bond chủ động tăng số lượng các vùng máy góc rộng để miêu tả hết vẻ đẹp của hành tinh dưới sự thống trị của một loài linh trưởng mới. Đồng thời, ekip cũng ưu tiên các phân đoạn ngoại cảnh để tăng tính chân thực của tác phẩm. Trước khi ghi hình, toàn bộ dàn diễn viên phải bỏ ra 6 tuần luyện tập cùng huấn luyện viên siếc để học cử chỉ, điệu bộ của loài khỉ. Đồng thời, họ cũng dành thời gian quan sát và hiểu rõ hơn suy nghĩ của loài động vật này để có thể thể hiện một cách chân thực nhất trên màn ảnh.